mà không phải chỉ là chỉ chỉnh chu cho mình thôi, mà Vũ Đoàn cũng vào đúng cái layout đó để làm sao có một tiết mục mãn nhãn nhất cho tất cả quý vị. Và giống như Phạm Thoại có chia sẻ là chị ơi, sắp tới là coi như là bùng cháy tất cả những cái sàn nhá. Vâng nhá. Vâng, và bây giờ chị Hà ơi sẽ đến với một cái phần chúng ta sẽ giải đáp một câu hỏi dành cho tất cả các bạn khán giả ở đây. Các bạn ơi, các bạn có những câu hỏi nào muốn đặt ra cho chị Hồng Ngọc Hà trong đêm nay hay không? Chúng ta sẽ giơ tay lên nhé để chị Hà sẽ giải đáp cho tất cả quý vị. Và chúng tôi sẽ bật mí cho mọi người thêm những cái challenge nữa. Thứ vừa chia sẻ hồi nãy là nhảy và biến hình cùng với cây đàn thần. Chúng tôi sẽ gửi cái thông tin này ở trên fanpage của chị Hồng Ngọc Hà. Okay. Sau đó thì các bạn đăng ký tham gia và 100 người đăng ký đầu tiên và tham gia hợp lệ thì chúng ta sẽ nhận được voucher là 1 triệu đồng nha, cái giải thưởng này. Và tiếp nối là thêm một cái challenge nữa dành cho những ai mà giống như What Up, giống như Dương Khen, là những người sáng tạo âm nhạc, yêu âm nhạc. Chúng ta sẽ remix lại cùng với cây đàn thần. Và chúng tôi sẽ có một cái món quà đặc biệt hơn dành cho những nhân vật này, bởi vì cái thử thách này nó khó hơn. Nghĩa là remix âm nhạc, remix cây đàn thần và lan tỏa giúp chị ở trong các vũ trường, đúng không? Chính xác là như thế nhá. Và chúng tôi sẽ chờ đợi những cái ấn phẩm tiếp theo với sự sáng tạo riêng của tất cả mọi người trong tương lai, và chúng tôi sẽ công bố kết quả sau. Còn bây giờ chị Hà ơi, sẵn sàng để trả lời câu hỏi chưa? Hà từ lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng mà sợ là mọi người đói, bởi vì là mọi người đến đây từ rất là sớm. Rất là sớm. Dạ, nhưng mà thôi bây giờ mình lỡ rồi thì mình tiếp tục luôn nha. Ai cũng muốn hỏi không à? Nếu hỏi mà chưa, hỏi chưa? Có ai muốn hỏi live không thì Minh Xu sẽ đưa micro xuống. Còn dạ bên đây ạ. Dạ. Trước là dạ đợi em xíu nha, mình đọc cái này trước đi ạ. Không có hỏi đi ạ, mình cứ đưa micro. Ai thì đưa micro cho Minh Xu, micro xuống ạ. Dạ cho em anh Hùng ở đây ạ. Dạ anh cứ giơ tay lên giùm em cái để các bạn đưa micro xuống ạ. Rồi, trong quá trình đó thì mình đọc câu hỏi này đi chị ạ. Vâng. Phải công nhận là fan của mình câu hỏi thú hồn nha. Rồi ạ, bây giờ ai sẽ đặt câu hỏi? Dạ, em đang chờ micro chuyển xuống dưới ạ. Xin mời ekip mình đưa micro xuống cho anh Hùng bên đây giùm em. Dạ, vâng, không thì mình đặt câu hỏi này trước ạ. Các em ơi, chị cảm ơn các em nha. Chị đổi cái máu này từ nãy giờ chị cũng nặng đầu. Chị thấy các em đổi thương quá, các em quá luôn quá. Cảm ơn nha. Các em chuẩn bị từ mấy giờ? 3 giờ chiều hả? Cảm ơn nha, ráng tổ cho 3 giờ sáng. Thì chị nghĩ là đầu tư vậy rồi mà đi về hơi phí. Okay, biết đâu, tối nay đi quẩy đó chị. Quẩy chắc luôn. Quẩy chắc. Đó, xin mời câu hỏi của Nhung ạ. Nguyên Hùng hả? Alo, tôi có vài ý. Thứ nhất là thật sự là cái MV này là đúng là wow lên. Là thấy rõ được cái sự đầu tư và tâm huyết của Hồng Ngọc Hà. Nhưng mà muốn hỏi Hà là trong cái MV lúc trước Hà từng chia sẻ là cô đơn trên sofa, thì Hà có nói là Hà bỏ mặt hết cho ekip mình quyết định là các bạn trẻ. Nói chung là Hà chỉ làm theo thôi. Nhưng trong MV này thì cái sự can thiệp của Hà có hay không? Và Hà có góp ý gì hay không về cái chính kiến của mình trong cái sản phẩm lần này? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là vì cái sự đầu tư quá nhiều và sự trông đợi của Hà quá nhiều về MV này, nên vì vậy mà Hà chọn một lối đi an toàn cho mình là về thế mặt là vũ đạo về ngoại hình, chứ không có sự đột phá nào mới hoặc là một cái sự bứt phá nào mới so với bản thân Hà trước đây, nên Hà phải chọn một con đường an toàn hơn là những gì mình là thế mạnh của mình đấy, có đúng hay không? Rồi, cảm ơn bạn Việt Hùng rất là nhiều. Đây là một trong những nhà báo mà luôn tiên phong đặt câu hỏi cho nghệ sĩ đầu tiên. Điều đầu tiên Hà nói rằng là cô đơn trên sofa, Hà đã giao hết cho tất cả các bạn trẻ để có thể tạo hình tượng cho Hà và bắt Hà làm này làm kia, Hà làm hết. Và trong cây đèn thần lần này thì cũng như vậy. Nói đùa là vậy thôi, tuy nhiên chắc chắn là khi các bạn làm hết cho Hà, nhưng đến cuối cùng thì người ướng thử phải là Hà. Rồi Hà là người trình diễn trên sân khấu nên là Hà biết rõ là nó có phù hợp mình hay không. Thì như Hà đã nói là cả ekip của mình là các bạn làm hết cho Hà. Hà chỉ việc tới fitting và sau đó là chỉ nói một chút nhỏ thôi là à chị thích cái này, chị thích cái kia. Chứ còn hoàn toàn là Hà không có động tới. Thứ nhất là ý tưởng,
thứ hai là tất cả những bộ quần áo mà các bạn đã làm cho Hà. Còn với bạn Hùng hỏi câu thứ hai là đẹp về vũ đạo, đẹp về hình ảnh nhưng mà không có sự đột phá, thì Hà nghĩ cái này là hơi không công tâm lắm cho ekip làm nhạc của Hà, bởi vì các bạn là những nghệ sĩ trẻ và các bạn biết là Hà đang chưa đủ ở những cái góc cạnh nào để các bạn làm nhạc cho Hà. Và Hà, đây là một trong những dòng nhạc Hà chưa bao giờ hát, thì Hà nghĩ đấy là đã đủ mới cho tất cả các khán giả của mình rồi. Tuy nhiên có một điều mà vô cùng quan trọng hôm nay Hà chia sẻ với các anh chị nhà báo, và hy vọng là các anh chị có thể hiểu rõ được cái chặng đường Hà làm EP và những bài hát mới này, là nghe thì đơn giản nhưng mà để mọi người nghe đi nghe lại đó mới là cái khó. Thì với những bài hát lần này, đặc biệt là Cây Đèn Thần, thì như Quốc Đức và bạn Chí Minh đã chỉ cho Hà hát từng chữ một luôn á. Bởi vì có thể trước đây Hà hát rất là nhiều những cái bản tình ca gào rú lên nó dễ lắm, nhưng mà để hát mà mọi người muốn là dễ chịu quá, muốn nghe lại thêm một lần nữa, muốn nghe lại thêm một lần nữa, đó là một cái điều rất là khó. Mà Hà nghĩ sau hành trình 20 năm giật tóc móc mắt, cái gì Hà cũng làm rồi, thì Hà muốn được quay trở về đúng với cái giọng hát mà đơn giản nhất để mọi người muốn tìm đến nghe mình nhiều nhất. Thì có thể những cái điều đơn giản đôi khi mọi người sẽ nghĩ rằng nó an toàn, nhưng mà đối với Hà, để một bài hát mà bây giờ mọi người stream tới stream lui để nghe cho mình, đó là một sự thành công, và đó chính là chủ đích của EP và bài hát Cây Đèn Thần lần này. Cảm ơn rất nhiều. Ông ra chị Hà đúng không ạ? Thật sự phải nói là Minh Sùng rất là đồng cảm với những gì mà chị Hà chia sẻ. Thật sự ra là 20 năm đi hát là để chúng ta hát một cái phiên bản Afrobeat này nó mới mẻ và nó phù hợp với rất là khó, và cần rất là nhiều sự nỗ lực và đột phá của ekip của chị Hà nữa. Chị ơi, để sẵn tiện để tiếp nối những câu hỏi này. Dạ vâng, hôm nay thì những câu hỏi nào ứng từ thì chúng ta sẽ nhận được quà quý vị nhé. Dạ, câu hỏi nào mình dạ, có rồi. Một câu này nó cũng rất là thực tế mà mình cũng phải nhìn nhận vào. Chị ơi, năm nay thấy chị chạy show cũng nhiều và đầu tư liên tục các dự án. Chị lấy sức như thế nào và tiền đâu ra mà đầu tư chơi lớn như thế? Vậy, việc chị đi diễn có phần nào bán mất căn nhà nào không? Chị ơi, chắc là nghe rất là nhiều những tâm sự của các nghệ sĩ là cứ đầu tư show hay là thì cũng phải bán nhà bán cửa đấy, thì trộm vía em không bán gì hết, nhưng mà đấy, câu này cũng là câu trả lời. Chị chạy show rất nhiều, vậy đầu tư thế tiền đâu ra? Tiền ở cái ý đầu tiên, chị chạy show rất nhiều hợp lý đó. Trả lời luôn cái câu đó rồi, câu hỏi mà có câu trả lời luôn quá dễ cho chị rồi. Rồi, kèo đúng không anh đó? Kèo, hợp lý. Câu này cũng hay này mọi người. Mà câu này chắc để mặt chung quản lý em trả lời. Nếu chị có Cây Đèn Thần thật sự, chị mong muốn gì? Ví dụ, chị có muốn ước hàn gắn một số mối quan hệ đã đổ vỡ nào không? Thế hoài luôn á, mà ca sĩ nào fan đó nha. Cái nư cỡ đó không à? Không biết. Hàn gắn một số quan hệ đổ vỡ nào hay không, hồi sau sẽ rõ. Vẫn còn dự án nữa cần được ra mắt, nhưng mà chị nghĩ là nếu mà để có Cây Đèn Thần thì không chỉ một mình chị ước có đâu, chắc ai trong đây cũng muốn có một cái Cây Đèn Thần để ước một vài chuyện đấy. Là không rồi à. Hết rồi. Chị đây, có thêm một câu hỏi của bạn fan của chị ở đây luôn. Hôm nay cũng hôm nay được không chị? Để em đọc cho. Chị càng ngày càng đẹp, càng nóng bỏng, càng giàu. Vậy hiện tại chị ước thêm càng cái gì nữa? Càng. Được rồi chứ. Cảm ơn lời khen của bạn. Hà nghĩ rằng đây là một lời khen. Nhưng mà bạn biết không, Hà sau hành trình 20 năm, khi mà Hà học được một bài học là đừng có để một cái gì hoàn hảo quá, mình sẽ sinh ra một cái nỗi sợ. Các bạn biết không, bây giờ Hà chỉ mong là mình đừng có sợ một cái gì hết. Bởi vì sao ạ? Mình có được mọi người yêu mến, mình có được những sản phẩm âm nhạc hay, mình có trộm vía là một sự nghiệp, mình có mái ấm, các con, cha mẹ, tất cả mọi điều đều đủ đầy. Thành ra điều mà Hà sợ nhất là sợ một ngày nào đó mình không còn những điều đó. Thành ra là Hà chỉ hy vọng là nếu mà những ai ở đây mà đang không có càng này càng kia hay những điều đó,
cũng chấp nhận là hạnh phúc với những cái gì hiện tại của mình. Bởi vì điều gì mà nó trọn vẹn quá đôi khi cũng làm cho mình sợ, mà vượt qua nỗi sợ đấy không biết tìm cách nào khác. Nên là nói thật lòng là bây giờ mỗi ngày ở nhà, ngày nào Hà cũng phải có những giây phút cầu nguyện, biết ơn những gì mà Hà đang có. Mà mọi người biết không, sáng nay Hà vừa đọc một bài cầu nguyện mà Hà đặt hết cả tâm huyết của mình, đó là Hà cầu nguyện rằng MV Cây Đèn Thần EP này sẽ được mọi người yêu mến và ủng hộ hết lòng trong thời gian này. Cái này Hà nói thật luôn, và các fan của Hà lúc nào Hà trong tâm trí của Hà cũng cầu nguyện cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng may mắn trong cuộc sống của mình cả. Nhưng mà quý vị thân mến, thật sự là thần thánh là cũng là có thật ở trong tâm của chính mình. Nhưng mà đối với cái lời nguyện cầu này của chị, em nghĩ là có thể thực hiện được nếu như tất cả quý vị yêu thương ủng hộ cho cái thần tối nay, đúng không? Lỡ con cái người đi về cày thêm lần nữa. Dạ, chị Mai Ngô có câu hỏi cho chị. Hồi nãy lên sân khấu nói rồi, cảm xúc rồi, nhưng có câu hỏi cho chị. Mời em. Đây cho biết luôn đây. Chào chị Hà. Chào em. Dạ chị, em không hiểu cái hiên cuối cùng của MV đó là lý do tại sao mà chị đạp bể cây đèn. Rồi bây giờ nếu mà em muốn biến hình á, và em muốn hỏi chị địa chỉ để mà đặt cây đèn được không? Cái em không biết lấy đèn ở đâu, hay là đèn dầu, hay là cây đèn thờ. Em yên tâm là đạo cụ ê hề nha. Em muốn mặc cái gì, cây đèn gì cũng được. Rồi, giáp lắp gửi qua cho Mai Ngô, quay liền giúp chị nè. Cái khúc đó. Còn đạp cái cây đèn thần Alex đâu rồi em? Về hả? Chỗ mày. Chị đã nói là chị không có ý kiến, nghĩa là ai bảo chị làm thì làm đấy. Miễn là chị thấy cái đó hành là chị làm. Cho nên một lát nữa chị nói Alex nhắn tin cho em nha. Dạ, cảm ơn Mai. Có một bạn nào đó ở đây kêu thêm câu hỏi. Ai ạ? Tám thổi. Phạm thoại hỏi. Hỏi, mời micro xuống hỏi nha. Nhanh để cho mọi người còn đi ăn tối nè. Trời chị ơi, bé nó giữ đúng rất to, là luôn luôn cầm cái đèn dầu trong người đúng không chị? Thôi lỡ mặc đồ với cầm cái đèn này lên đây. Đó, quý bà quá nè. Ê, sao đúng cái tông xịt tông của chị Hà nói vậy? Ê. Nông nông đỏ đỏ, đấy, nó phải lên sân khấu đó chị. Ê, nhanh trò nó coi mặt khác nữa. Mọi người dẫn đường đi đâu nữa đây? Ê, mà đèn giả hay sao ấy? Đây đèn. Đây. Rồi. Đó, trời ơi. Biết cờ đâu này em. Tự nhiên bị gọi thì bất ngờ quá. Em thích không? Thích. Thật ra là em cũng đã xem hậu trường của chị Hà rồi. Và cũng rất là mong chờ MV của chị Hà ngày hôm nay khi mà... Em cứ nói đi. Chị thấy sao hợp với bộ đồ của chị. Bây giờ em có một câu hỏi này cho chị. Thì thực ra vừa nãy em định hỏi là nếu như mà các ba đều ước thì ước gì thì nó đã hỏi mất rồi. Cũng định hỏi câu đấy nhưng mà mọi người hỏi hết rồi. Thì là em sẽ cho gọi như là có một câu hỏi này cho chị đi. Thực ra thì... Nói cái đi. Ý là xu với mất đồ này. Vừa nãy cũng em cũng thấy, có thêm một anh nhà báo nói rằng là khi mà MV của chị Hà ra thì cảm thấy nó không có gì mới mẻ. Không, anh bảo là có hơi an toàn. Thì với em thì bản thân em tôi là cái người trải nghiệm mà xem cũng nhiều MV gọi như là độc lạ điên rồ đi. Thì em cảm nhận được cái màu sắc của chị Hà. Bản thân em cảm nhận nhá, nó quá là xuất sắc. Phải nói ở Việt Nam, mình không phải là gọi như là tự cao hoặc là tự khen ai đó, nhưng mà em thấy là chưa ai làm được như chị Hà. Cái này là điều này em thấy thiệt. Bởi vì chị Hà càng ngày càng thăng hạng. Và nói thiệt là đúng là nếu như ở đây nhá, mà nó không phải là cái quán bar nhá, em đi là em cách quốc vòng vào đây. Nó rất là hay. Thì em muốn dành một câu hỏi cho chị Hà là lý do vì sao mà chị lại ra một cái bài hát nó. Có nghĩa là khi mà em nghe nhá, em khi mà nghe cái cây đèn thần á, thì em nghe là nó sẽ nói về điều ước. Thì lý do vì sao mà chị ra bài này, chị có cái khát khao nào trong tương lai hay không? Khát khao? Đúng rồi. Em có một khát khao. Có nghĩa là một cái điều ước khác ngoài cái việc mà chị chia sẻ là về gia đình đi. Ví dụ như vừa nãy em thấy ai hỏi là hàn gắn một cái mối quan hệ nào đó.
thì em cũng tính định hỏi, nhưng mà mọi người hỏi rồi thì em nghĩ rằng là chị sẽ, em nghĩ rằng là trong tương lai thì chị Hà sẽ phải vươn tầm quốc tế chứ. Nếu như mà có một cái MV là vươn tầm quốc tế có gì ra hả chị? Chị có ước ao hay chị là khát khao một cái điều nào đó kiểu như vậy không? Rồi đây chị nói thật cho mọi người nghe nha, Hà sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình và đồng hành với bất kể một ca sĩ trẻ nào mà xứng đáng vươn tầm quốc tế. Vì cái này Hà đi event quốc tế cũng nhiều, Hà cũng biết rồi. Mình mới nên nhìn rõ một cái sự thật là câu chuyện Việt Nam của chúng ta đang là một nước rất là phát triển, các nước khác đang nhìn nhận. Tuy nhiên, để muốn đi xa là phải đi cùng một ekip, chứ không phải là chỉ một mình muốn đi là mình đi được đâu. Các bạn nhìn thấy K-pop chẳng hạn, muốn đi là cả một đội ngũ, cả một thế hệ mới có thể đi được. Vì vậy mà Hà chỉ hy vọng sau này Hà sẽ cùng ví dụ như là World Cup chứng minh tất cả các producers, tất cả những công ty nào mà chúng ta có thể cùng nhau chắc cánh được cho các bạn trẻ. Còn tham vọng của Hà thì tất nhiên lúc nào cũng được mọi người yêu thương, nhưng mà quốc tế nó ở cái hình ảnh khác chứ không phải là ca nhạc. Bởi vì các bạn cũng biết rằng năm nay Hà 20 tuổi, cho nên là cái lứa tuổi đấy nó cũng không còn phù hợp nữa. Thành ra là Hà sẵn sàng trở thành một cô giáo để chắc cánh với các bạn thôi. Còn khát vọng của Hà ấy không phải cho Hà, mà khát vọng là V-pop của chúng ta chỉ trong những năm tới đây thôi sẽ được ghi trên cái bản đồ của thế giới. Đó là khát vọng của chị. Cái đó là chị thấy. Lại một lần nữa chúc mừng một crowd cho chị Hồng Hà đêm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị thân mến, hồi nãy chị Hà có nói rằng là không chỉ muốn đi một mình đúng không ạ? Chị Hà muốn đi với rất là nhiều các đồng đội trong ekip, những người rất là tài năng. Thế nhưng lần này chúng ta không xem một chiếc MV, chúng ta có rất nhiều bài hát cho một EP. Yeah. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mời mọi người xem những hình ảnh mới của EP lần này của chị. Thật ra là hình ảnh là một trong những hình ảnh, và nó chỉ là một cái vibe rất nhỏ ở trong cái EP mà đối với Hà rất lớn này, mặc dù không nhiều bài hát nhưng mọi người có thể xem qua một chút xíu thôi để có thể hình dung được là âm nhạc, hình ảnh lần này là như thế nào. Qua đây cũng một lần nữa cảm ơn đội ngũ của Hà các bạn rất nhiều, và các bạn có muốn là sau cái này thì chúng ta sẽ gọi World Cup và Chí Minh lên đây chơi DJ một số bài hát mới trong EP không ạ? Em đừng trốn, rồi xin mời ạ. Thôi chị, đấy, đây là những cái động từ, những cái hành động mà chị muốn mọi người sẽ làm nó ở tương lai hay sao? Thì thật Hà muốn là mọi người khi nghe EP này là nhắm mắt và bật cái bản nhạc của Hà, và đặc biệt là tắt phone để đừng có bị ai làm phiền, tập trung. Bởi vì những cái ca từ đối với Hà nó rất là dễ thương, hay này, rồi giai điệu cũng hay này, rồi các bạn ở rồi đi tap và các bạn cũng rất là trau chuốt cho cái phần mix cho cái album này của Hà. Và đôi khi trong cuộc sống bận rộn và các bạn lúc nào cũng smartphone, cũng check cái này check cái kia, có một lúc nào đấy chúng ta tắt cái phone đi, chúng ta thật là yêu thương bản thân mình đi, nghe nhạc của Hà đi. Kỳ này nhạc này cũng chữa lành trong một cái tâm trạng rất là lành mạnh, vừa lành mà vừa rất là mạnh. Cho nên là bây giờ mọi người thử nghiệm xem là có phải bài hát này nó lành, nó nghe nó lành lành, mà cái beat nó rất là mạnh mẽ không nha, nó gọi là lành mạnh nha. Đó, lại thêm hiên nữa rồi. Vâng ạ, và bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng để bước vào không gian đẹp quý vị lúc này chưa? Dạ, rồi. Xin tắt đèn đi ạ. Dạ, mình tắt đèn bật nhạc. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật V-Beat. Chúc các bạn những ngày tốt lành.